Có ra không? Có ra không? À, mình chào tất cả các bạn nhé. Mình đang cho mấy con chim đen đen của mình, hay còn gọi nó là cái con chim cúm núm ấy, ra ngoài đồng. Bởi vì mình phát hiện là ở ngoài đồng này vào cái đợt này rất chi là nhiều những con cào cào châu chấu. Mình cho ra ngoài đồng để cho nó quen với cái cuộc sống thiên nhiên. Với lại mình bắt cho nó những con châu chấu cào cào để cho nó ăn trực tiếp luôn ở ngoài đồng này các bạn nhé. Đây, để xem nó có chạy theo mình không nào. Chích 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 chích. Mấy con kia ở trong kia nó không ra. À, ba con ra rồi, ba con ra rồi. Mày, được một con này các bạn này. Chích 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 chích. Này này, đây đây cào cào đây. Để mình vặt cho nó cái chân đi, không là nó không ăn được các bạn ạ. Ăn đi. Đấy. Ngon, được một con rồi các bạn ạ. Chích 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 chích. Ngon thế. Chích 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 chích. Lớn phết rồi đây. Để mình gọi nốt để con kia ra nữa nhé. Toàn chưa thế là thế nào được rồi. Lần này là được rồi. Chích 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 chích. Đây, có con nào ăn không? Chạy hết ra đây rồi. Chích chích chích. Này. Đấy, giật đi, giật đi, giật đúng rồi, đứt mỗi con một miếng thế. Ngon. Con kia nó mắc cạn ở trong kia. Dậy ô. Dậy đây với anh. Ôi giời. Sao? Chích 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 chích. Đấy, ngon. Hết rồi. Hết rồi. Con này chạy ra thì là hết rồi. Còn đâu nữa? Ở đây để bắt tiếp cho. Đúng rồi, giật đi. Thế. Mỗi con một miếng. Ui, ăn tốt thế. Có con này nó cứ giúp ở đây này các bạn này. Ô, con này nhát thế. Con này nhát thế. Chích chích. Mạnh, rất mạnh. Thế đấy. Ngon. Có cái con này là có vẻ là nó kém hơn các bạn này. Mình phải cầm nó ở trên tay để mình đi mình kiếm cho nó một cái con gì đó để nó ăn. Đây rồi, mình nhìn thấy rồi, mình nhìn thấy rồi. Nó vừa nhảy mất rồi. Chí chí chí. Ăn đi, còn vướng cái càng không nuốt được. Nhốt đi. Wow, ngon. Nó chỉ chậm chạp thôi nhưng mà nó ăn khá chi là tốt các bạn ạ. Không phải là chậm chạp mà con này là nó lười đi. Lười đi, nhìn hai cánh đang vẫy, nhìn đáng yêu này, nhìn như con trích cầu ấy. Còn cái bọn kia nó ăn từ lẫn rồi, mình bắt cho nó khá chi là nhiều rồi. Nằm im ở đây nhá, để mình đi bắt cho nó con nữa vậy. Ôi giờ lại còn ngây ngà, còn thích nằm ở trên tay này nữa chứ nị. Đây một con muỗm rất chi là mập này. Để mình cài máy quay vào chân, sau đó mình bắt cái con muỗm này. Bắt được rồi. Bắt được con muỗm rồi. Này. Giật mạnh. Giật mạnh. Một tay anh không xé được đâu. Đấy. Ngon. Nuốt đi. Nuốt không nó chạy mất rồi. Thế. Thế. Rồi. Hết phần đầu. Tiếp tục. Ui, nhốt được cả cánh lẫn chân luôn. Wow. Ui, mấy con kia nó chạy theo mình rồi các bạn kìa. Kìa kìa. Ờ, đứng im ở đây đi. Giờ được ăn nó bắt đầu quen rồi đấy, chạy đấy. Ồ, oh, hay nhờ. Hay nhờ được ăn quen mui rồi. Kìa mấy con kia nó nghe tiếng mình nó chạy ra đây này. Ui. Nhìn yêu ông này, nó mắc cỏ nó chạy. Cố rách, à rạch cỏ để nó chạy ra chỗ mình này. Thương thế. Thương thế. Thương thế, còn con này thì là nó ngầy mình từ lẫn giờ nó bắt mình bế ở trên tay. Bón ra được hai miếng cái quen mui cái nào bắt đầu đi luôn đây này. Đấy. Thương chế. Ngoan thế, ở đằng đấy sao anh khác lấy về cho ăn. Ghê, nó chạy ra tận đây nó theo mình các bạn này. Khổ không? Mày chạy đằng trời, mày chạy trời được một con rồi. Vô tình là mình phát hiện ra một cái tổ chim nó đang nằm dở trên cái ruộng cỏ này này các bạn này. Đây mình cho các bạn xem.
Đây chính là cái tổ chim mà nó đang nằm dở này. Đấy, cái tổ này là cái tổ của con chim tành tạch các bạn ạ. Ở quê mình có thể gọi nó là con chim ke ke cũng được. Đấy, thì bây giờ là những bước đầu tiên của nó mà khi nó bắt đầu xây dựng tổ này. Đấy, thì có khả năng là bây giờ mình sẽ thử đặt cái máy quay đây để xem là cái cách mà cái con chim bố mẹ nó làm tổ như nào các bạn nhé. Đấy đấy, nó đang về đấy, nó đang về đấy. Đây đây, cả hai con các bạn này. Đấy. Rồi rồi, ok nhá, để mình kiếm một cái gì đó mình kê cao cao nên mình đặt cái máy quay, bởi vì cái tổ này nó khá là cao các bạn ạ. Rồi các bạn đợi mình một xíu nhá. Sau khi mình di chuyển đi được một lát thì có một cái con chim, mình cũng không biết là con chim trống hay là con chim mái, nó đã quay trở về. Trên miệng nó đang cầm một cái sợi sợi cây. Ở cái sợi cây này nếu mình đoán không nhầm thì nó chính là một cái sợi của cái lá cây cỏ mà cái tổ chim này đang làm ở trên đó đó. Giờ mình mới hiểu tại sao con chim này nó lại thích làm tổ ở trên cái cây cỏ này các bạn ạ. Bởi vì là cái cây cỏ này là nó có thể là dùng cái lá tước ra để mà làm cái tổ chim của chính mình. Nhìn cách mà chúng nó dùng những cái chiếc mỏ nhỏ xíu của mình, nó xỏ rồi nó đan xiên từng đường kim mũi chỉ một, phải nói là thực sự là rất là khéo các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ mời các bạn cùng xem cái cách mà nó làm một cái chiếc tổ công phu như thế nào các bạn nhé. Đó các bạn ạ, đây chính là cái cách mà cái con chim tành tạch nó làm tổ đấy. Thì sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, hai vợ chồng nhà chim miệt mài khâu vá thì bây giờ là nó đã thành một cái chiếc tổ như thế này rồi các bạn ơi. So với lại cái lúc đầu và bây giờ thì các bạn nhìn thì nó khác nhau nhiều không, đúng không? Khác nhau cũng khá là nhiều đấy, cái chiếc tổ nó đã gọn gàng hơn và nó chỉn chu hơn rồi. Tuy là nó vẫn còn hơi thưa và mỏng, mình nghĩ là chắc chỉ trong vòng ngày mai nữa thôi là nó sẽ hoàn thiện nốt cái chiếc tổ này. Trông nó đơn sơ như thế này thôi nhưng mà nó là cả một cái công trình kiên trì và công phu của vợ chồng nhà chim đấy các bạn ạ. Phải nói là nhìn chúng nó khâu vá mình nhìn khéo thật. Rồi thế là bây giờ có lẽ là mình sẽ di chuyển đến chỗ khác nhé. Để hôm nào mà nó làm tổ xong thì mình ghi hình cho các bạn xem tiếp. Bây giờ mình phải ra cho mấy con chim đen đen của mình nó về, không thì tối quá rồi. Bây giờ thì lại mời các bạn trở lại cái bể cá trong AV của mình nhé. Ở đây cái đàn cá koi này các bạn này. Uầy, cá koi nó đi theo thành từng đàn một nhá. Cá nhỏ đấy đi theo một đàn và cá to đi theo một đàn. Nhiều khi thì nó lại cứ quấn chung vào thành một đàn to với nhỏ lẫn lộn nhau các bạn ạ. Hôm qua con cá mỏ vịt ấy, lúc mua thì mình không nghĩ ra, nhưng mà đến lúc mà mua xong rồi chuẩn bị về thả thì mình mới nghĩ ra nó là một con cá mà săn mồi, cá ăn thịt ấy. Mình không thể thả chung được với lại những cái con cá nhỏ nhỏ này của mình, gọi là cá koi này của mình đi. Thì là sau đó các bạn cũng bảo thế là sau mình đã chuyển nó ra chỗ khác rồi. Bây giờ trong cái bể này của mình là chỉ còn mỗi cá koi với này cá ba đuôi thôi các bạn ạ. Đây thì là mình chuyển ra chỗ này các bạn này, cho nó một mình một cái bể kính cũ và cho nó một cái sục sủi oxy này. Mình cho nó thức ăn chính đó chính là cái sâu quy, và thi thoảng người ta dặn mình là cho nó ăn thịt đấy, cho nó ăn thêm thịt cá. Thì bây giờ nó ở đây, mình đang tính là định thả nó ra sông ấy, nhưng mà mình sợ là cá này là cá cảnh ấy, thả sông nó không sống, thế là mình sẽ nuôi này. Mình sẽ nuôi ở đây, hy vọng là nó có thể phát triển tốt được. À, để bây giờ mình ra mình cho các bạn xem cái con chim bồ câu của mình để xem nào. Hình như mẹ mình bảo là nó lở hay sao ấy. Có lẽ là bố thả cái đôi này ra được rồi bộ. Thả đôi con này này. Cái con mẹ đang ấp, bố cứ thả ra đi. Nó phải 1-2 hôm nó mới quen. Đây để mình xem nào, mẹ mình bảo lở rồi.
Nếu mà lở thì chỉ có cái tổ này thôi, bởi vì cái tổ này nó ấp cũng khá lâu rồi. Để mình xem nào. Dậy nào. À, lở được một con rồi, lở được một con rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Hai quả trứng thì mới nở được có một con rồi. Cái tổ này mình biết mà, nó ấp khá chỉ là lâu rồi. Nó lở thì cũng đúng như là mình dự đoán thôi. Đấy, thế là cái con chim này nó chọn cái tổ này rồi nhá. Nhìn thấy con khá như là đẹp nhưng mà mẹ nó ôm chặt lắm. Còn ở bên này, cái tổ này có trứng đấy. Cái tổ đấy mới đẻ được một quả. Tổ này đang đẻ được một quả này các bạn này. Đó. Còn cái tổ này thì đang ấp, tổ này ấp sau nhiều. Tổ này còn nâu nó mới đẻ. Vẫn còn dư là một cái chuồng này này, một cái chuồng này này và một cái chuồng này nữa, mình còn dư ba cái chuồng nữa. Rồi. Dư ba chuồng nữa thì vẫn được cho ba cặp nữa là 6 con nữa. Cái thời gian vừa rồi thì cũng có khá nhiều bạn bảo anh quay về ốc mượn hồn của anh đi. À, thực ra với các bạn nó vẫn cứ rất chi là khỏe mạnh các bạn ạ. Mình vẫn cho nó ăn uống thường xuyên. Chỉ có điều rằng là mình ít quay về chúng hơn thôi. Nó vẫn đủ cả 4 con các bạn nhé. Đấy, cái thức ăn mình cho nó ăn là gồm có chuối này, có dưa hấu này, có xoài này. Đấy, mà thi thoảng mình lại cho ăn thêm con dế hoặc là con tôm hoặc là con cá. Thế nhưng mà mình thấy là nó ăn cái xoài mạnh hơn các bạn. Ăn xoài mạnh hơn, ăn chuối mấy xoài ngang nhau. Còn ăn dưa này thì hơi kém. Còn những con tôm con cá gần như là nó ăn ít lắm các bạn. Đấy, thời gian vừa rồi mình ít quay về nó, căn bản là nó cứ hay rúc ở dưới cát ấy. Hôm nay thì mình thấy là nó nổi lên, thì mình quyết định là quay cho các bạn xem. Có vẻ là cái cát này nó hơi khô khô rồi đấy. Sau mình sẽ bổ sung thêm cái xịt nước vào cho nó để cho nó ẩm thấm hơn một xíu nữa. Và còn bên này các bạn này, cái con chuột con mình đã tách ra khỏi mẹ nó rồi. Bây giờ thì mẹ một chuồng, bố một chuồng và con một chuồng. Hai con này thì nó còn nhỏ ấy, tạm thời là mình rốt chung nó ở đây các bạn nhé. Để khi nào mà nó lớn hơn một xíu nữa thì mình sẽ tách ra mỗi con một chuồng để tránh cái việc mà nó sinh sản, nó đồng huyết với nhau. Đây, hai con này. Đấy, thế là ok rồi nhá. Đấy, một mình một mình hai đứa một chuồng, khá hồ rộng. Trời mùa hè này mình có dám đậy cho nó bằng cái nắp kín đâu, phải đậy cho nó bằng cái nắp này các bạn này thì nó mới nảy mát được. À thôi các bạn nhé, có lẽ là mình kết thúc video ở đây đây, bởi vì hôm nay mình quay cái tổ chim mình ngồi chờ nó lâu quá, mất nhiều thời gian quá. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tất cả các bạn.